Chào tất cả các bạn. Nay mình chia sẻ mình sửa những cái này là cái đài FM nha các bạn. Khi nghe nhạc, đọc kinh nữa các bạn thì những cái này do một cái cô gửi cho mình thôi. Người ta gửi lần liên tục là 4 cái luôn. Thì có những cái thì người ta nói là xài trong vòng mà sạc pin rồi, xài trong vòng khoảng 5 phút là nó tự nhiên nó sẽ ngắt nha các bạn. Thì sạc pin mà xài 5 phút thì đảm bảo thì mình cũng dự đoán được là nó có thể nó bị chai pin nha. Thì ở đây mình sẽ thử những cái này luôn nha. Thì đây mình mở cái đầu tiên nè. Các bạn còn thấy nó có lên nè, nhưng mà vừa lên xong nó tắt luôn à. Các bạn để ý nè, đây mình mở lên lại nè, nó có hiện chữ hi nè. Rồi xong rồi nó chút xíu chữ ốp luôn. Thì cái này có thể là trường hợp nó, một là nó chai pin, hai là do là nó sẽ bị lỗi một cái mạch trong đây nha các bạn. Thì để chút xíu mình thay pin để mình kiểm lại cái nó bị hết không nha. Một cái nè, đây một cái nữa nè. Thì những cái máy này á, chủ yếu là ở nhà người ta để dành người ta nghe nhạc nha, nghe nhạc với đọc kinh rồi á. Đặt này máy giá rẻ thôi, máy này cũng cổ lắm các bạn. Rồi mình để sức để sản xuất năm 2015 nè, đến năm nay là 2021 rồi. Tính ra cái máy này nó đã 7 năm rồi nha. Thì đảm bảo những cái pin mà năm nay á, thì 7 năm thì mình nghĩ nó sẽ chai hết rồi. À, các bạn, cái máy này còn lên nè, máy này nó còn lên là chạy nè, pin chớp chớp nè. Thì trường hợp này có thể là do là cái người ta sạc rồi, nhưng mà cái pin nó không có cầm điện á, thì nó chút có thể nó tự nó sẽ ngắt thôi. Đây cái máy này còn lên nè. Tiếp cái này nè các bạn, cái này các bạn thấy chứ mình mở lên nó có lên nè các bạn, nó là chữ hi nè. Rồi xong rồi nó mới chữ ốp nè. Thì hai cái máy này nó giống hệt nhau luôn nha các bạn. Thì cái trường hợp này đâu có thể là do cái pin nó yếu nè. Đây một cái nè các bạn. Thì để mình thử luôn. Cái này còn lên nè các bạn, còn lên nè, nhưng mà chút xíu nó cũng bị ốp luôn nè. Mình mở lại các bạn xem nha. Đây, đây các bạn thấy còn lên nè, nó còn lên nguồn nè. Nhưng mà người ta nó xài trong vòng khoảng 5 phút nó hết rồi. Bạn thấy, các bạn thấy cái pin này nó chớp nè, là nó báo là pin này đang pin yếu nè các bạn. Thì những cái loại máy này mình cũng gửi cho các bạn mình xem luôn. Thì nó xài loại máy này á, thì nó xài pin loại là pin pin Micel gì nè các bạn. Thì nó 800 mAh nè. Thì pin này á, thì mình có thể thay những cái pin Nokia xưa vẫn thay được nè. Cái này nè các bạn, cái này cũng giống nhau luôn nè. Cái này á, thì nó xài pin Nokia nha các bạn, pin BNL5C nè. Thì mình thay pin Nokia vô. Thì có hai loại máy này nó khác nha. Hai loại máy này á, thì các bạn để ý nè. Đây là nó xài cái loại pin này là pin 18650 nha. Thì mình sẽ tận dụng những cái pin cũ của laptop hay là những pin sạc dự phòng á, mình sẽ thay lại cho cô luôn. Mình cho nó giá nó rẻ, hỏi cùng phải mua pin mới nha. Thì hai loại máy này á, thì các bạn sử dụng những cái loại pin này nè, những loại pin trong sạc dự phòng nè. Để hôm mình thì mình tận dụng những pin trong sạc dự phòng mình thay cho cô luôn, để cho nó giá nó rẻ. Thì đây mình cũng gỡ ra sẵn nè các bạn, thì nó cũng có những cái xe pin này nè. Thì mình sẽ tận dụng mình thay cho cô luôn cho nó rẻ nha. Thì còn những cái loại pin mà Nokia này á, đây mình gỡ ra nè. Đây, cái pin Nokia này á, thì nó là gọi điện pin này. Thì mình sẽ tận dụng những cái xe pin là từ những cái điện thoại cũ nè. Thì mình đã để dành cũng lâu lắm rồi, thì hôm nay mình sẽ lấy ra mình thay luôn. Thì những cái quả pin này pin lớn rồi, mình thay không được nha. Thì pin này cũng vậy. Thì pin shop nè, pin Samsung nè, cũng không thay được nha. Thì mình tận dụng những cái xe pin Nokia nè. Tuy các bạn nói pin Nokia này hồi xưa lắm rồi, nhưng mà thực sự ra còn rất là bền nha. Thì mình sẽ tận dụng mình thay nè. Thì bây giờ mình sẽ thay thử từng cái nha. Đây, các bạn thấy mình khi mình gắn nguồn vô là những cái máy này nó không có lên bình thường nè. Đây mình tắt nè các bạn. Và mình lên nè. Ha. Thì các bạn thấy trường hợp này á, là đồng nghĩa cái pin cũ này nè của người ta đã chai rồi nha. Thì có thể là do là xa xài lâu lắm rồi,
Các bạn nghĩ cái máy này mà từ 2015 tới nay nó đã 7 năm rồi, những quả pin này thì đồng nghĩa nó sẽ chai hết thôi. Thì mình sẽ tiến hành mình thay pin khác vô nè. Các bạn thấy nó hoạt động bình thường nè. À thấy không? Nó lên nguồn bình thường nè. Thì vậy là coi như là mình đã thay xong nha. Một cái nữa các bạn. Đây tới cái này nè, mình cũng thay luôn ha. Thì cái này sử dụng cái pin gì HEA gì nè, 600 nè. Thì những cái pin này rất là lâu rồi. Đây mình nó không để năm sản xuất, nhưng mà mình nghĩ cái pin này nếu mà nó theo trực tiếp theo máy luôn á thì nay nó đã cũng 2015 nè, 7-8 năm rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay loại pin khác vô ha. Các bạn thấy mình gắn vô nó lên bình thường nè, mà pin nó không có chớp nữa nè. Thì bây giờ mình sẽ cầm thấy cục sạc thử nó báo sạc nha. Cái này các bạn có thể là do cục sạc của người ta hư, lại gọi nó hư cái gì nữa các bạn, khi mình ngâm vô nó vẫn không lên nè. Để mình ngâm thử những cái này có lên không nha. Đây các bạn, đây là cục sạc người ta gỡ nó là hư luôn rồi các bạn. Thì mình sẽ tiến hành mình thay nè, thay được một cái này nha các bạn, thì nó lên nguồn bình thường nè. Cái này mình cũng thay cái pin Nokia vô luôn nè. Thì nó sẽ lên bình thường nha các bạn. Đây, lên bình thường nha các bạn, nó không có bị tắt nữa nè. Một cái nè. Thì những cái máy này nó xài những cái pin serial pin 18650 nè. Thì mình sẽ tận dụng những cái pin serial pin 18650 mình thay nha. Thì ở đây mình sẽ lấy những cái serial pin nè. Thì ở đây mình sẽ lấy những cái serial pin laptop cũ hôm trước mình gửi nè. Thì mình sử dụng những cái serial pin Samsung luôn các bạn. Hiện tuy là cái pin của laptop cũ thôi, nhưng mà cái dung lượng còn rất là tốt nha. Thì mình sẽ gắn vô luôn. Các bạn gắn vô á, các bạn gắn nhớ nha các bạn. Các bạn phải gắn đúng cực nha. Cái này ví dụ như lò xo này đa phần nó là cực âm nha. Thì các bạn gắn mới đúng nha. Đầu đây cực dương nè. Các bạn gắn, các bạn phải đi nha. Các bạn gắn sai á thì nó sẽ bị cháy nha. Cháy hư cái này luôn á. Tại những cái này đa phần những cái mạch này á nó đều nó không có cái chế độ mà chống ngược cực nha. Đây mình gắn vô nha. Đây các bạn, mình gắn vô nè, nó báo là pin hiện tại đang đầy nha các bạn. Thì đang đầy rồi nè. Đây các bạn, nó đang đầy nha, nó không còn tắt như nãy nha. Vậy là coi như là đa phần là những cái máy người ta gửi lại xài lâu quá nó bị cháy pin thôi. Lên FM nè, nó nhắn lên FM nè. Bạn khi mình thay đổi cái pin nè, hồi nãy nó do nó khi mà găm nó không lên đó các bạn, là do cực này nè, cái cực dương rồi các bạn, nó nằm sát cái trong nè. Tại cái loại pin của cái pin cũ, cái pin theo máy của người ta là cái đầu này nó nhô lên nè, nó nhô lên nha các bạn, đầu nó giống như nhô lên dần dần giống như pin tiểu của mình giờ á. Nên nó khi mình gắn vô đây á, rồi cái đầu pin này á, pin laptop á, thì nó là lấy pin đầu bằng nha, thì mình gắn vô nó sẽ không tiếp xúc được cái đầu này nha. Nên các bạn mình phải lấy cái đầu mình chấm một cái mối hàn vô đây, hay là mình bẻ cái đầu lên bay sẵn cục sạc của những cái cục serial pin laptop mà mình nữa cắt có chừa cái râu nè, thì hàn nè, thì
thì mình bẻ ra đây thì mình gắn vô nó ăn điện lại nè. Đây các bạn gắn lên ha, thì nó báo ngay lên nè. Thì xong rồi nha các bạn, thì mình gắn đây những cái cục sạc này á, đây thì nó lên nè các bạn. Thì bốn cái máy này á do cô gọi là thôi, thì nhưng mà đa phần người ta nói hư những trường hợp này thì đa phần là hư pin thôi. Thì mình đã tiến hành mình thay hết những quả pin cho người ta nè. Thì hai quả pin của người ta đây nè các bạn, thì một cái loại pin này Metel gì nè, với một pin BNL nè, HEI gì nè, thì hai quả pin này nó hư rồi nha. Với bốn cái xe pin này nè, thì bốn xe pin này của hai máy của người ta nè, thì những cái xe pin này á, nó để dung lượng là 1800 nè, nhưng mà so với một cái pin laptop của mình á, nó nhẹ hơn rất là nhiều nha các bạn. Nó để dung lượng lên 1800 nè, mAh nè, nhưng mà so với pin laptop mình rất là nhẹ luôn á. Pin này dạng như pin Trung Quốc giá rẻ thôi, nó theo máy thôi các bạn. Thì mình chỉ cần thay những quả pin này thôi, mình tận dụng những cái xe pin trong cục sạc dự phòng nè. Các bạn mà có thì các bạn lấy trong sạc dự phòng cũng được, còn không thì các bạn lấy từ những xe pin laptop cũ á, các bạn có thì bạn lấy qua. Thì mình tận dụng những cái pin cũ thôi. Thì mình độ chế lại, mình gắn vô đây thôi. Thì bây giờ mình đã gắn vô những cái máy đều hoạt động hết rồi các bạn. Thì cái video mình chia sẻ đến đây kết thúc nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình.